Cô ấy có thai với thằng Phước sao? Trời ơi, tại sao lại oan nghiệt như vậy chứ? Đúng là thằng khốn nạn mà. Cho dù Bạch Điên có thai với hắn, nhưng tôi nhất định không tha thứ cho hắn đâu. Tôi sẽ kiện hắn tới cùng. Không những hắn mất chức, mà hắn còn phải ngồi tù một công nữa kìa. Đúng, không thể nào tha thứ cho nó được. Em muốn anh hai tới nhà Tường đưa bé Kiều Thư về đây cho em. Anh cũng vừa mới từ ở đó về. Con bé nó còn yếu lắm, phải để nó lại nhà thương cho người ta chăm sóc. Em muốn bỏ đứa nhỏ trong bụng. Em muốn toàn tâm toàn ý lo cho con của Bạch Lan, lo cho nó đến khi lớn lên trưởng thành. Coi như em tạ lỗi với Bạch Lan. Dù em có nuôi con của Bạch Lan á, thì đứa con của em có tội tình gì đâu mà em phải bỏ nó. Nhưng mà em không muốn về căn nhà đó chút nào hết. Em cũng không muốn con em sinh ra mà không có cha. Xin cam đoan những điều khoản sau đây. Điều 1, trước mặt họ hàng, tôi nhận cô Lê Hà làm vợ chính thức. Bàn thờ cô Lê Hà sẽ được đặt trong nhà và thờ cúng đàng hoàng. Điều này Bạch Liên không chấp nhận đâu. Điều này chính Bạch Liên yêu cầu đó. Bạch Liên yêu cầu sao? Có nghĩa là cô ấy đã đồng ý quay lại với mình rồi. Điều 2, tôi sẽ làm khai sinh đứng tên làm cha cho con gái của tôi là Nguyễn Kiều Thư. Sau này Kiều Thư sẽ được nuôi dưỡng, ăn học và được hưởng các quyền lợi khác như các con của tôi. Kiều Thư cũng được chia tài sản giống như những đứa con khác của tôi. Nếu như tôi không làm được những điều cam kết trên thì sẽ chịu trách nhiệm hoàn toàn trước pháp luật. Cam kết này sẽ được giao cho văn phòng trạng sư của Nhất Dinh để làm bằng chứng nếu tôi sai lời. Dễ thôi. Cậu đồng ý á thì ký tên, điểm chỉ vào. Được thôi. Nếu Bạch Liên em gái tôi không có thai á, giá nào tôi cũng đưa cậu vào tù. Cái chết của Bạch Lan là em gái út tôi trong nhà, tôi đã quá đau khổ rồi. Xong rồi đó. Vẫn chưa xong đâu. Ngày mai tôi mời những người cao niên của hai họ qua đây. Trước mặt mọi người, cậu phải lặp lại lời hứa này. Cái gì? Nè, cậu đừng có ép người quá nha. Cậu kéo dòng họ bà con cậu qua đây để mà bêu mặt má con tôi hả? Nếu má con bà không hại em gái tôi thì có chuyện ngày hôm nay không? Thôi mà, tôi xin các người nhận lại con gái tôi, chứ có nhận ai khác vô đây đâu mà sợ. Như lời tôi đã hứa, Lê Hà cũng là Bạch Lan. Là vợ chính thức của tôi. Tôi hứa sẽ luôn yêu thương và chăm sóc con gái của cô ấy. Tôi mong cậu hãy giữ đúng lời hứa.